Chào bác, hôm nay ngày 23 tháng 4, cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu cho người lô máy cắt cỏ Nhật Bãi. Số điện thoại của em là 0976123370. Đó thì các bác nào quan tâm sản phẩm cứ liên hệ qua số điện thoại đó. Thì bên em sẽ tư vấn thân sản phẩm. Các bạn nào muốn test này hay là như nào thì cứ liên hệ qua số điện thoại đó, em sẽ test về sản phẩm cho các bác nhé. Cái lô này sẽ là lô S. Giới thiệu qua này có Jobin này, Kawasaki này. Đây con Jobin nữa này, con Echo này, còn làm con Jobin này, cực đẹp này. Sinoa này, Makita này, Kobasu này, Echo này và con Honda nhé. Và một cái số cái đầu máy cho bác nhé. Các bác xem clip thì vui lòng cho em xin nút đăng ký kênh, like và chuông thông báo. Rồi thì khi bác mua hàng em cái sản phẩm tiếp kèm sẽ gồm có lưỡi đồ vặn, dây đeo, tất cả trong đây nhé. Đó, em sẽ gói gọn như này cho bác, có đủ đồ 6 món cho các bác ạ. Rồi thì đầu tiên em xin phép giới thiệu cái đầu máy ngày hôm nay. Đầu máy này bán xác cho các bác về chế cháo hay làm cái gì. Đó. Đầu D1 là con TG24 24cc nòng 33 ly. Con này thì nó là đầu 10 khía các bác, 10 khía ống 24. Đây. Con này thì bán anh em giá rất rẻ, nó hơi hám nhỉ, điện đó còn ngon nhá, chế chứ còn ngon lành nhá. Con này thì đã nổ rồi nhá. Đó. Bán cho anh em giá rẻ luôn, hay mình về mình thích tháo cái gì thì mình tháo. Tùm tiếc này hay là bình xăng này. Đó, hay là chuông trước các kiểu. Đó. Con này thì bán anh em giá là 350.000 thôi. 350.000 thôi, quá rẻ. Còn nguyên. Rồi, D2. D2 con đầu Kawasaki. Con này thì con này cũng đã hình như đã dọn nổ hay sao nha các bác nhá. Con này thì đây hình thức như máy trong hình này, con TX23. Con này thì bán anh em giá là đi 600.000 bao ship nhé, 600.000 tum rời. Con này hàng TX nhá, chạy chế gang ngang ăn vào đồ này, cực kỳ ngon luôn. Đây, toàn thể máy đây. Con này thì bán anh em giá 600.000 bao ship nhé. Rồi, đầu D3, đầu tiếp theo con D3. Con D3 là con TG20. Con này thì chưa làm nổi nhá, hơi hám thì điện đó thì bao các bác luôn. Này thì bán cho anh em giá là 400.000. 400.000 quá rẻ. Đó, về chế cháo các kiểu. Ok, em D4 này, D4 này con máy VIP đây. Con này thì đã dọn nổ ok nhá, con Mitsubishi TL26. Con này giá là 1.300.000 bao ship. Dòng Mitsubishi này thì nó VIP như thế nào thì các bác nào chốt thì em sẽ lắp cả côn kiếc đây nhá. Đây lúc của em dọn nổ em tháo côn ra để em test nổ đấy các bác ạ. Con này thì chế của nó chế on pro. Đó, Mitsubishi TL26 máy còn khá là đẹp, made in Japan. Con này thì bố côn nhỏ các anh nhé. Đó, bố côn nhỏ, bố côn 260. Ok, 26cc nòng 33 ly. Con này thì giá là 1.300.000 nhé. Rồi, tiếp theo D5 con đấy từ thương hiệu Honda X20, Honda X25. Con này là 25cc nòng 35 ly. Đấy, dòng 4 thì thường là nòng nó sẽ to hơn. Con này thì Honda này 25cc nhá. Máy thì đây, hình thức máy đây. Con này bố con nhỏ, máy đã dọn nổ ok nhá. Về cho các bác nào gắn là bình xịt nước, là máy bơm nước đều ok, bố côn nhỏ. Con này thì giá là 1.300.000 bao ship. Rồi, tiếp theo D6 con cuối cùng, con D6 ngày hôm nay là một cái đầu Mazuyama. Con này là Mazu này, đầu con này còn khá là đẹp cho các anh chứ. Con này thì bán anh em giá 1.300.000, máy đã dọn nổ ok chứ. Đấy, máy đã dọn nổ. Con này là 32cc, là 38 ly. 38 ly này. Côn kia còn gì thế này, Mazu này. Rồi, con này thì lốc máy này, máy in Japan luôn nhá. Đầu Mazu 32, 38 ly luôn, có vip xịn sò. Con này thì bán anh em giá là 1.300.000 bao ship. Lưu ý máy đã nổ nhá. Ok, thì em xin phép giới thiệu chi tiết cái lô máy cắt cỏ ngày hôm nay. Đầu tiên là một con đế từ thương hiệu Sinoa S25, 25cc nòng 33 ly, bình xăng dưới, máy đã dọn nổ ok nhé. Các bác nào quan tâm muốn test nổ thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0976123370. Đó, thì con này thì giá rất là phải chăng. Cái dòng này thì nó bao VIP cho các bác luôn nhé, bao VIP luôn. Đây, ô đen này, S25 series 680. Hình thức máy đây, đầu bó chống quấn cỏ luôn này, cực kỳ vip. Đấy, con này thì chạy cực kỳ ngon luôn cho anh em nhé. Con này thì chạy bao trâu bò bền luôn. Con này giá là chỉ là 1.300.000 bao ship, cho bác nào quan tâm cứ liên hệ qua Zalo 09762370. Em sẽ test nổ cho bác nhé. Con này thì siêu vip rồi, chạy cực kỳ đỉnh luôn. Ok, tiếp theo D2. D2 nó đến từ thương hiệu Makita. Con này là Makita, một thương hiệu quá đẳng cấp, nổi tiếng rồi. Đây, phần trước này, Makita. Con này thì của nó là Makita 253 nhé. Con này là 26cc, lòng 34 ly, thích hợp cho các bác nào cắt lưỡi hè, có thể cắt cước. Những con này các bác đi cắt cỏ cho bò rất là phê. Con kia cắt cỏ cho bò quá là được rồi, con này cắt gì quá là ngon luôn. Con này thì của nó là chế Euro, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cho các bác luôn nhé. S2 giá là 1.500.000 bao ship. 1.500.000 một con Makita chạy chữ Euro lê đỏ. Con này thì chạy đỉnh cao rồi. Một con Makita bán cho anh em 26cc 34 ly, giá chỉ là 1.500.000, quá là rẻ. Tiếp theo S3. S3 con đến từ thương hiệu, con này là máy của Komatsu, 23cc, tầm 32 ly. Nói về cái thương hiệu Komatsu này thì nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Cái phân khúc của 23cc này thì nó chạy thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nhá. 1 lít xăng con này thì các bác có thể chạy được tầm 2 tiếng luôn. Bác là tiết kiệm luôn. Con này thì giá của nó là 1.300.000. Trọng lượng máy rất là nhẹ thôi. Con này rơi trọng lượng tầm 4 kg. Komatsu hay Mitsubishi chạy đỉnh cao đến mức như nào các bác biết rồi. Ok, bác nào quan tâm cứ liên hệ qua Zalo, em sẽ test nổ. Con này giá là 1.300.000, đã bao ship cho bác nhé, quá rẻ. Rồi S4. S4 nó có đến từ thương hiệu Echo. Con này Echo 315. Con này là 31cc, lòng 36 ly, có trợ lực lớn này. Một cái dòng Echo hệ này đó, tum nhôm đây. Các bác nào dùng cái dòng Echo này các bác biết rồi, quá đỉnh cao luôn nhá. Đây, Echo lớn này, cái dòng này thì siêu trâu bò khủng khiếp cho các bác, chạy thì cực kỳ khỏe luôn. Các bác ở trong Tây Nguyên, Đắk Lắk thì các bác rất thích dòng này luôn. Dòng này thì bán, con này bán anh em giá là 2 triệu bao ship nhá. 2 triệu 4, 2.400.000 bao ship, em quên nhầm. Cái dòng này chạy bao đỉnh cao cho bao luôn, bao là khỏe trâu bò luôn, rất tiết kiệm nhiên liệu. Ok, tiếp theo con S5. S5 là con đến từ thương hiệu Honda X22. Con này thì thích hợp cho các bác nào phụ nữ này hay là người già rất là kết dòng này. Con này là 22cc. Con này thì máy của Nhật nhá. Đó, đây là cái buồng đổ nhớt này, đây là buồng đổ xăng. Thì nói về thương hiệu Honda, máy 4 thì nó là đẳng cấp của thế giới luôn, là thương hiệu toàn cầu rồi. Đấy, chạy thì bao bền cho các bác. Đây, tất cả đã zin hết rồi. Đấy, chắn cỏ đã thay mới UMK422. Chắn cỏ bên em, chắn cỏ loại dày nhé, rất là dày dặn các bác nhìn thấy đây. Cái này bán anh em giá là 2.400.000 bao ship, tum nhôm, cực kỳ ngon. Rồi S6. S6 là con đến từ thương hiệu Jobin này. Jobin, con này là dòng tiết kiệm nhiên liệu, Eco 25G, 26cc, 34 ly. Đặc biệt nữa là con này được trang bị cái chụp giật trợ lực. Các bác nào lớn tuổi cứ mua con này. Đó. S6 này bán anh em giá là 1.700.000 bao ship. Chén cỏ zin, đầu bò chống quấn cỏ luôn. Cái dòng này thì chạy thì bao bền luôn, có đi gặt này, cắt lúa này, hay là cắt cỏ cho bò. Đó, hay là đi lên đồi này. Con này trọng lượng rất là nhẹ, rơi tầm 4,5 kg thôi, rất là nhẹ nhé. Chế ăn màu rồ lê đỏ, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cho các bác luôn. Con này bán anh em giá là 1.700.000 S6. Rồi S7. S7 của Kawasaki TD 24 luôn. Con này 24cc, nòng tầm 33 ly, bình xăng trên. Động cơ xăng thì chảy trực tiếp từ bình xăng xuống động cơ luôn. Đó, rất là mạnh. Đây, con này thì bác nào chốt thì em sẽ lên tay lái đuôi cho các bác chưa. Đó, các bác nhìn hình thức máy này, tum ngoài tum rời này, mình có thể chế cháo. Máy còn khá là sáng sủa, rất là đẹp luôn các bác này. Con này thì đã lên chế 260 cho các bác, hiện đã lên chế 260, chạy thì bao tiết kiệm nhiên liệu, bao nhạy nổ, bao dễ dàng sửa chữa cho các bác. S7 này giá là 1.300.000 bao ship, 1.300.000 bao ship rồi ạ. Ok, tiếp theo S8, S8 mà có đến từ thương hiệu Jobin nhá. Con này là Jobin, con này là 26cc, 34 ly. Cái dòng Jobin này thì các bác biết rồi, rất nhiều các bác ưa chuộng nha. Con này là tùm nhôm đó, 26cc 34 ly, chạy chế rồi cực kỳ tiết kiệm. Cái thứ hai là con này thì nó có trợ lực nhá. Các bác là lớn tuổi thì mua những con này giật rất là sướng. Đây, đầu bò zin này, chặt cỏ zin hết cho các bác. Con này thì bán anh em giá là 1.700.000 bao ship đủ đồ nhé. Tiếp theo con S9, S9 là con đến từ thương hiệu Echo QZ. Con này Echo 2655, 26cc 34 ly, đời mới nhất của Echo bây giờ nhá. Con này thì chạy thì bao tiết kiệm nhiên liệu, bao bền bỉ cho các bác. Nó đặc biệt nó chạy là tum nhôm, chế ngang luôn. Đấy, rất dễ dàng sửa chữa và thay thế. Tum nhôm thì chắc là chạy hết đời máy không hỏng được, tum quá khỏe luôn. 26cc 34 ly thì cái dòng này chạy thì nó công nghệ đời mới, nó là dòng hãm tua, chạy thì rất là khỏe, rất là lì máy nhá. Trọng lượng máy nó rất là nhẹ, nó rơi tầm 4,5 kg. Con này thì chạy bao mạnh luôn cho các bác. Con này bán anh em giá là 1.900.000 bao ship thôi. Quá đẹp. Rồi tiếp theo cuối cùng ngày hôm nay, là con đến từ thương hiệu Jobin. Con này thì máy đẹp như chưa đổ xăng cho các bác nhé. Con này thì máy là như chưa đổ xăng, máy cực đẹp luôn. Đó, rất đẹp luôn. Con này thì không phải chê rồi. Con này là Jobin, mã của nó là 251 Jobin. Con này là 26cc 34 ly. Đặc biệt nữa thì con này nó là sử dụng cái tum là tum rời, rất ít khi về được cái hệ như này, quá đẹp luôn. Mới đến 95% tum và tum nhôm. Đấy, tum rời, nó để cho cháu gắn được luôn, máy như mới luôn. Ồ biết này, những con ốc của nó này. Đấy, quá đẹp luôn. Đây, lớp đệm rất êm ái nhá. Máy thì đã dọn nổ ok hết cho các bác này. Đây, chắn cỏ, đầu bò này là đầu bò giảm giật thế, đầu bò hệ nhá. Biết bao giờ cho nó hỏng cái đầu bò này. Đó. Còn cuối cùng ngày hôm nay thì bán anh em giá là 1.900.000 bao ship. Đó, bác nào quan tâm cứ liên hệ qua Zalo, em sẽ test cho các bác này. Trời thì nó hơi tối rồi cho nên là quay video nó không được thật màu lắm nhá. Ok. Thì sau đây em xin phép tạm dừng clip đây. Bác nào quan tâm giải bảo cứ liên hệ qua số điện thoại 09762330. Cảm ơn mọi người theo dõi video nhé. Chào tất cả mọi người.